Thời mạt pháp tà cao hơn chánh, bụi hạ quân ít thánh nhiều phàm. Cho nên nạn ách bao hàm mắt, từ bi thấy đâu ca mới ngồi nhìn. Cậy sức mạnh chúng sanh gây hòa, ý tài cao thiên hạ khởi binh. Giết người người giết lại mình, càng xem càng bắt động tình từ bi. Quá thông thái người khi trời Phật, lâm dân minh chúng miệt quyền cơ. Khi trời trời phạt bất ngờ, miệt quyền cơ bị quyền cơ trị trân. Triệu ức năm qua từng thế đó, chẳng phải là mới có đây đâu. Tiêu tan trên mặt địa cầu muôn lần rồi, chứ phải đâu một lần. Núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dãi cũng trôi. Tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch thú người đều tiêu. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà liễn trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia xong chết trứng gà nát không. Kỳ đại hạn cũng đầm cảnh ấy, khi tẩy trần trong thấy hải kinh. Thấy bèo xác bọt linh đinh, diều tha hoa xe chúng sinh tử nàng. Trời héo mắt gà vàng cũng văng, đất châu mài thó trắng bạc tinh. Nhìn vào đại nạn chúng sinh, quỷ thần còn phải thất kinh vía hồn.